Một lần nữa, đạo tràng Vô Vô chúng ta long trọng cử hành lễ tưởng niệm ngày Đức Phật Bổn Sư thành đạo Phật lịch 2563 tại giảng đường chùa Vô Vô. Trong không khí trang nghiêm đậm ấm của tình thầy trò, đạo hữu được gọi nhuộm ánh hào quang của ngày Đức Phật thành đạo. Chúng con thấy thật là diệu phúc được làm đệ tử Phật, vì chánh pháp của Ngài quả là ngọn minh đăng. Nhờ ánh sáng chánh pháp mà đời sống chúng con càng thêm ý nghĩa. Nhờ Phật mà chúng con biết được cách sống làm lợi mình, lợi người, sống vì nhân loại, muôn loài, đặc biệt là chân lý nhân quả, như một ngọn hải đăng trên hải trình mênh mông của biển khổ luân hồi. Với biết bao là những điều hay đẹp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta bằng chính đời sống của cả cuộc đời Ngài. Tam tạng giáo điển là kho báu muôn đời của vạn loài sinh linh. Hiện nay không chỉ có các hàng Phật tử nghiên cứu và hành trì chân lý giác ngộ của Ngài, mà còn có các nhà thông thái, các nhà khoa học trên thế giới đang chú tâm tìm hiểu và thể nghiệm lời dạy của Đức Phật. Lễ tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo là dịp để đạo tràng Vô Ưu chúng con tỏ lòng tri ân Đức Phật, bởi vì sự thành đạo của Ngài là ân sủng tuyệt vời cho tất cả chúng sanh. Với những ý nghĩa như trên, chúng con xin được long trọng cử hành lễ tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo với tất các tiết mục như sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Dân hoa tưởng niệm Đức Phật thành đạo, lời bạc tác tập của Phật tử đạo tràng Vô Ưu, thỉnh thầy ban đạo từ. Phần nghi lễ gồm có niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, tụng bài sáng thành đạo, hồi hướng Tam Tự Quy. Phần lễ tạ pháp, phát bằng tuyên dương và khen thưởng. Phần liên quan, bốc thăm trọn quà, thơ ca cúng dường. Phần cảm tạ và hồi hướng. Và sáng mùng 8 tháng 12, lúc 9 giờ sáng, đảnh lễ công hạnh Phật, cúng Tam Bảo và cúng linh. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật, con là Phật tử Diệu Bảo Phường,
xin thay mặt các Phật tử đạo tràng vô ưu dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, lại một lần nữa hàng Phật tử chúng con nhiều phúc được đón mừng ngày Phật thành đạo Phật lịch 2563. Hôm nay trong không khí trang nghiêm dưới mái đạo tràng vô ưu, lòng chúng con cảm thấy an vui và hạnh phúc vô cùng khi được hồi tưởng lại sự thành đạo thiêng liêng của Đức Phật, cả cuộc đời ngài là bài học cao quý và sống đời cho hàng Phật tử chúng con noi theo. Sau 49 ngày đêm tư duy thiền định dưới bụi cây bồ đề đại phá ma cung, ngài đã tìm ra ánh đạo. Sự thành đạo của ngài đã mở ra cho nhân loại một con đường thoát khổ, một niềm tin thoát khổ. Ánh sáng giác ngộ của Đức Phật đã được lan tỏa khắp thiên thượng nhân gian, trải dài hơn 25 thế kỷ, ngày càng lan rộng mạnh. Kính tin Đức Phật, chúng con nguyện làm theo lời dạy của ngài. Trong một năm qua, chúng con cố siêng tu hơn, tụng kinh tốt hơn, niệm Phật siêng hơn, cuối năm đông hơn. Nhưng trong những ngày tu tập quan trai mỗi tháng, chúng con vẫn chưa thật sự cố gắng. Chúng con còn nặng nghiệp chúng sanh và chúng kia cũng còn nhiều lắm. Trong giờ phút thiêng liêng này, đạo tràng vô ưu chúng con xin thành tâm đảnh lễ, kính dâng hương hoa quả Phật mừng ngày thành đạo của Đức Từ Tôn với niềm tri ân bất tuyệt. Chúng con cũng xin đảnh lễ thầy, xin thầy vì lòng từ bi ban bố cho chúng con lời khuyến tấn. Chúng con nghe pháp thoại của thầy sẽ như những mầm xanh được tưới tầm trăm lồ, được mau trên thầy từ bi thước thả. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tổ chứng minh, kính thưa chư thiên long pháp bộ hộ pháp tôn thần, thưa tất cả đạo tràng, hôm nay ngày 7 tháng chạp năm Kỷ Hợi, đêm nay là đêm tưởng niệm Đức Thế Tôn thành đạo. Trong khung cảnh huy hoàng của ngày tưởng niệm Phật thành đạo, chúng tôi thật vui mừng thấy sự hiện diện khá đông của Phật tử. Các vị đã vượt qua trở ngại của cuộc sống đời thường, các vị có thể hiện diện trong lễ tưởng niệm thành đạo của Đức Phật, biểu hiện tấm lòng yêu kính của quý vị đối với Đức Thế Tôn. Trong giây phút trang nghiêm này, quý vị hãy hướng về Đức Phật với tất cả tấm lòng thành tưởng niệm. Đêm nay dưới cội bồ đề, Đức Phật từ căn hồn cho đến căn tâm đã hoàn thành cánh giác đủ 6 thần thông và tam minh. Ngài đã thành tựu được hạnh nguyện vô cùng lớn lao và tìm được con đường giải thoát cho mình và cho tất cả chúng sinh. Các vị hãy chú tâm, hãy nghe vài nét về cuộc đời của ngài. Vì tờ lòng từ bi vô lượng đối với muôn loài, và ngài đã từ bỏ hương vị cao sang để một mình dấn thân trong rừng thẳm thực hành qua tất cả những cái pháp tu khổ hạnh, cho đến chỉ còn gia một giấy xưa và ngạo vị
vào một ngày. Nhờ lòng tốt của nàng một nữ chinh, một nữ, mà ngài đã được cứu sống bằng những ngụm cam lồ cao quý. Khi ngài đã tỉnh lại, hiểu rằng tất cả những cực đoan đều không đưa đến sự thành tựu. Như ngày xưa ở trong cung vua hướng nhiều dục lạc không cần thiết, nó làm đấm mê, nó làm trói buộc cho kiếp nhân sinh. Cũng như 6 năm tìm đạo, lặn lội khắp nơi, áp dụng tất cả những pháp tu khổ hạnh cho đến kiệt quệ cũng không tìm được đạo giải thoát. Ngài hiểu rằng cái tinh thần linh mẫn ở trong một cái thể xác khỏe và tất cả những việc lo nào cũng không đưa đến sự lợi ích. Bắt đầu từ đó, ngày một ngày khắc thực, sau giờ ngọ ngày tĩnh tâm cho đến ngày hôm sau, dần và ngày đã phát nguyện tham thiền với cội bồ đề. Nếu không chứng đạo thì ngài quyền thiền đắc sư ca không rời khỏi cội bồ đề. Do sự quyết tâm cho nên ngài đã thành đạo. Nhờ vậy mà chúng ta có đạo giải thoát ngày hôm nay. Cao sang huyền quý, ngài cũng phải nhận lại tất cả để vượt qua cái sự đắm mê dục lạc. Trong 6 năm khổ hạnh tìm đạo, ngài cũng phải nhận lại tất cả sự gian khó do đói khát, do bệnh tật, do tất cả những áp lực của nội tâm và ngoại ma. Tất cả những thứ đó ngài đã kiên nhẫn với lòng từ bi vô lượng, với vũ lực phi thường mà ngài đã tìm đạo. Và ngày hôm nay chúng ta có con đường để cùng nhau dấn bước để trở về với bản tánh giác ngộ của mình. Trong suốt thời gian 49 năm, từng bước giáo hóa, ngài cũng trải biết bao nhiêu sự gian khó. Nào là bị ngoại đạo quý hóa, nào là bị những người đệ tử chia rẽ thân mật. Tất cả những trở ngại ngài đều đã vượt qua, thành tựu trọn vẹn cái lộ trình giải thoát. Ngài đã chia pháp của ngài thành 5 thừa, tức là như là 5 cổ xe. Với nhân thừa ngài độ cho tất cả mọi người, với thiên thừa ngài độ cho hàng thứ thiên từ cõi dục cho đến cõi trời vô sắc. Với pháp tứ diệu đế, ngài đã độ cho tất cả những vật có căn cơ giải thoát, chứng từ sơ quả tu đà hành cho đến tứ quả a la hán. Đối với các vật duyên giác, ngài cũng dạy cho pháp 12 nhân duyên. Đối với các hành bồ tát, ngài đã dạy cho pháp lục độ và những cái pháp hạnh cao quý để có thể tùy cơ mà tiếp độ chúng sinh. Ngày nay chúng ta nhờ có Phật mà mọi người đều có thể an trú trong pháp tu của Phật. Hàng cư sĩ tại gia,
thì có pháp căn vi ngũ giới, pháp quan trai giới, có thập thiện pháp, hàng xuất gia thì có pháp của sa di, bích xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni, bồ tát giới, phật giới thông dụng cho tất cả hàng xuất gia và tại gia, lấy chân lý giải thoát, lấy cái căn tánh giác ngộ làm căn bản. Nhờ vậy mà tất cả mọi người ngoài cảnh giới đều được thấm nhuần và giải thoát của ngài. Chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành và thành tâm phát nguyện. Nguyện thứ nhất, từ đây đến chấm dứt mạng sống, chúng con luôn vững một niềm tin với tâm và giữ gìn các giới đã thọ, nguyện xứng đáng trong cương vị là Phật tử. Nguyện thứ hai, nguyện từ nay đến suốt đời thực hành pháp môn niệm Phật trong tất cả các quan nghi, đi đứng nằm ngồi, với tâm thành tín nguyện hành tinh chuyên. Ước mong tâm chúng con và tâm Phật luôn được cảm ứng giao hòa. Nguyện thứ ba, trong đời sống thường nhật, chúng con nguyện mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống, bảo vệ sự sống của muôn loài bằng cách giữ giới sát sanh và thực hành phóng sanh, để cho hạt giống tự bi và trí tuệ nơi chúng con được hiển lộ. Trước ngưỡng cửa mùa xuân năm Mậu Tuất, chúng con kính nguyện Tam Bảo giáo hộ cho thầy và chư tôn đức, đào thọ trường vinh, chúng sanh dị độ. Kính chúc quý đạo hữu tín nguyện hành phiên hành, cầu cho tất cả thân quyến của mọi gia đình cùng pháp giới chúng sanh đồng được vãng sanh cực lạc, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày mùng 7 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tại đạo tràng vô ưu, chúng con tiết lễ tưởng niệm ngày thành đạo của Đức Phật Phổ Sư, với những ngọn nến lung linh, những đóa hoa thơm ngát, chúng con chí thành dâng lên kính mừng ngày Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, nơi ngài đã chiến thắng ma vương, viên thành chánh giác. Nguyện những ngọn nến này tỏ rạng mười phương, những đóa hoa đầy thơm ngát không gian, cho lòng chúng con trọn niềm thương thảo trong ngày thiêng liêng cao quý này. Chúng con cứ sinh trong cõi hư không, Đức Thế Tôn hoan hỷ chứng nhận tâm thành của chúng con, cho đại lễ tưởng niệm thành đạo hôm nay được vẹn tròn ý nghĩa, cho trời người hoan lạc, cho mọi nẻo hoan ca. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Oh,
phương học đạo quả miên thành Bồ Sư. Em ấm thương chúng sanh
lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm vương thành Ca Tỳ La về, Tất Đạt Đa thái tử con vua tình phàm, lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình mảnh áo nâu sầu, rừng nuôi cá vàng, muôn tia hào quang chiếu sáng bóng ngài, chim vui chào đón mười phương thành tâm kinh lạy bốn sư. Ngài là đấng cha lệnh cứu độ nhân loài, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng, đời dương thế si mê hãm dẫn lầm lối, con cuối sinh ơn ngài cứu độ chúng sanh. Từ ngàn xưa vương thành Ca Tỳ La về, Tất Đạt Đa thái tử con vua tình phàm, thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm vương thành Ca Tỳ La về, Tất Đạt Đa thái tử con vua tình phàm, lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình mảnh áo nâu sầu, rừng núi cá vàng, muôn tia hào quang chiếu sáng bóng ngài, chim vui chào đón mười phương thành tâm kinh lạy bốn sư. Ngài là đấng cha lệnh cứu độ nhân loài, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng, đời dương thế si mê hãm dẫn lầm lối, con cuối sinh ơn ngài cứu độ chúng sanh. Ngài là đấng cha lệnh cứu độ nhân loài, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng, đời dương thế si mê hãm dẫn lầm lối, con cuối sinh ơn ngài cứu độ chúng sanh. Đời dương thế si mê tham dẫn lầm lối, con cuối sinh ơn ngài cứu độ chúng sanh.